Rò rỉ hình ảnh Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà mặc váy cưới tình tứ bên người lạ. Tối ngày 20 tháng 11, đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua 34 ứng viên sáng giá, Đỗ Thị Hà đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Mỹ nhân sinh năm 2001 đến từ Thanh Hóa, cô cao 1m75, số đo hình thể là 80, 60 và 90. Cô cùng Nguyễn Lê Ngọc Thảo là hai thí sinh có chiều dài đôi chân khủng nhất của cuộc thi năm nay là 1,11cm. Ngay sau khi đăng quang, đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều cho rằng Đỗ Thị Hà không xứng đáng đội vương miện của cuộc thi. Thậm chí dân mạng còn tìm ra hàng loạt những lần bình luận nói tục của người đẹp xứ Thanh trong quá khứ. Dạo qua các trang báo hay những diễn đàn trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận cho rằng Hoa hậu Đỗ Thị Hà không xứng đáng đăng quang. Giữa lúc những tranh cãi nổ ra, dân mạng lại tiếp tục tìm ra hàng loạt những hình ảnh về quá khứ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Theo đó, trên trang cá nhân của người đẹp xứ Thanh xuất hiện hàng loạt những tấm ảnh cưới. Trong những hình ảnh này, nữ sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân mặc váy cưới cô dâu. Tạo dáng thân mật bên chàng trai, ngay lập tức dân tình đồn đoán liệu Đỗ Thị Hà đã kết hôn trước khi tham dự cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhất Việt Nam. Và cũng rất nhanh chóng tin đồn này bị dập tắt. Theo chia sẻ của Tân Hoa hậu, trước khi tham dự cuộc thi, cô cũng nhận làm người mẫu ảnh và những hình ảnh mặc váy cô dâu này cũng là để quảng cáo cho một studio chụp ảnh cưới. Chính nhờ những công việc bên lề đó mà Đỗ Thị Hà mới có kinh phí để trang trải cho những bước chuẩn bị tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi được hỏi vì sao không xóa những hình ảnh cũ trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà trả lời, trên trang cá nhân của em đăng đều là những hình ảnh trong quá khứ mà em rất trân trọng nên em nghĩ không cần phải xóa. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng cho biết, cô cũng không nghĩ sẽ trở thành Hoa hậu nên không có sự chuẩn bị trước. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.